Kính chào tất cả các bác đến với kênh Review Audio. Nay em về được một chiếc radio quân đội đẹp như mới. Và điều quan trọng nhất là máy về full phụ kiện. Lần đầu tiên dòng này về full phụ kiện luôn. Có tai nghe này, dây đeo này. Các bạn thấy là tất cả là còn đẹp như mới. Và điều đặc biệt là cục nguồn adapter zin chính hãng Nationa Panasonic Made in Japan. Dây rất là dài, tất cả còn mới tinh. Lần đầu tiên các bác nhá, về full phụ kiện và đặc biệt là có cả bao da. Bây giờ thì em đã tháo bao da để review chi tiết và test chất âm. Các bác ghé thăm kênh nhớ cho em xin nút like và đăng ký. Em biết ơn các bác rất là nhiều. Dòng quân đội này được trang bị đầy đủ các cái tính năng các bác nhá. Đặc biệt là mặt máy phay nhôm còn mới tinh này, nhìn rất là sáng đẹp, cao cấp. Đấy, mặt phay nhôm full tần số, có đồng hồ vu, có hẹn giờ, một loa toàn dãi, có chỉnh tông bắt chép, có thể nói là đầy đủ hết tất cả những tính năng, rất là mới luôn. Và em nhấn mạnh là đầy đủ phụ kiện. Các bác ngắm trước cái phần bao da này, bao da cũng đẹp như mới luôn, từ ngoài vào trong luôn các bác ơi. Chứ bao da phải nói là rất là chất lượng này. Đây, da xịn chính hãng. Mặt phía sau Made in Japan nha. Trên bao da cũng được sản xuất trực tiếp tại Nhật hết. Các nhà thấy chiếc bao da cực kỳ chất lượng luôn, không thiếu một món phụ kiện nào. Đây, còn bao giờ thì em mời các bác tìm hiểu chính cái nhân vật chính của chúng ta này. Mặt máy phay nhôm mới tinh, đẹp thật sự luôn. Máy trang bị full tần số. Ở đây rất nhiều băng tần, đặc biệt chúng ta quan tâm đến sóng FM 108 các bạn này. Đấy. Sóng FM 108 nha. Đấy, bắt full tần số và làm tròn này nhìn trông nó rất là sang, nó đẹp, rất là đẹp. Các bác lưu ý là dòng này có một phiên bản nội địa thì sóng FM chỉ có 90 thôi. Nhưng mà đây là bản quốc tế cho nên là sóng FM tới 108 rất là giá trị nha. Đấy, đây là đồng hồ vu dạng bắt cú, có đèn nền. Đèn nền thì các bác sẽ bấm đèn nền ở đây. Đèn nền ở đây. Khi bật nguồn lên thì chúng ta bấm đèn nền nó sẽ sáng. Và ở đây có cái phần hẹn giờ lên đến 120 phút các bạn này. 120 phút. Đấy, một số con cũng có hẹn giờ nhưng mà chỉ có 60 phút thôi. Thì chiếc này cho phép chúng ta hẹn giờ tối đa là 2 tiếng. Rất là tiện lợi cho bác nào có thể để gối đầu giường. Nhiều khi chúng ta ngủ quên thì máy sẽ tự động tắt. Bên dưới này là một loa toàn dãi tiếng cực hay. Và nó mới mọi góc cạnh các bác có thể thấy này. Tiếng con này là cực tốt luôn nha. Không hay không lấy tiền. Tất cả là còn quá đẹp luôn. Cái nút đỏ này là nút nguồn nha. Cái đang bật nguồn này. Rồi, tí nữa em sẽ test đầy đủ chi tiết cho cả nhà. Dòng này sóng khỏe lắm, bắt được cả đài nước ngoài. Với một cái size chiều ngang khoảng hơn 20 phân, chiều cao thì cao hơn một chút cũng hơn 20 phân. Nói chung nó hơi vuông vuông. Ở trên này thì có một cái cần anten quân đội. Có thể xoay 90 độ. Chúng ta không dùng thì có thể đẩy xuống. Còn khi mà các bác dùng thì các bác bấm cái nút đen này này, nó sẽ bật lên. Đấy, rất là hay. Phần đăng tang này là mới tinh, mới tinh sáng choang luôn. Được thiết kế âm chìm này. Các bác thích thì các bác có thể kéo hết lên. Thì rất là dài nha, rất là dài. Và kéo hết lên thì có thể xoay được 360 độ luôn. Đây là cạnh bên hông. Em đã kết nối sẵn nguồn adapter này. Đấy, có adapter zin theo máy 6V, lỗ tai nghe ở đây luôn. Tất cả là đẹp như mới luôn các bạn. Đây, tổng thể mặt phía sau không một vết xước nhỏ luôn. Từng con ốc quân vít mới tinh. Nói chung là chiếc này là thiếu thùng xốp thôi. Tình trạng là đẹp như mới. Model là ZF1120 Made in Japan các bạn nha. Sản xuất trực tiếp tại Nhật. Con này thì cái nắp hộp pin nằm ở dưới đáy ha. Đấy. Cạnh hông còn lại này. Nút tuning dò đài này. Bên dưới này. Tất cả đẹp như mới hết. Rồi, để em mở cái nắp hộp pin cho các bác ngắm luôn một chút ha. Đây. Nắp hộp pin. Hơi cứng này.
lắp vào pin nằm ở phía dưới. Tất cả là mới tinh, các bác thấy là cái chấu pin này đẹp như mới luôn. Chiếc này là dùng 4 cục pin chung, 4 cục pin chung. Hoặc là các bác có thể sử dụng nguồn adapter zin theo máy. Rất là đầy đủ, không thiếu một cái phụ kiện nào. Dưới đáy cũng tất cả là mới keng hết. Rồi bây giờ thì em sẽ test chất âm cho các bác cùng trải nghiệm nha, thưởng thức. Bác nào quan tâm thì liên hệ sớm nha. Dòng này là siêu hiếm và lần này về thì mới tinh full phụ kiện. Ở Việt Nam chắc là khó tìm thấy một chiếc thứ hai full phụ kiện như thế này. Dòng này rất là hiếm mà mới mà lại full phụ kiện như vậy thì phải nói là hiếm có, khó tìm. Rồi bây giờ em sẽ test trước phần sóng FM nhá. Ở đây có một cần gạt này. Chúng ta sẽ chọn các băng tần ở đây. Các bác gạt vào giữa này sóng FM này. Đấy. Bật nguồn nhá. Общество, а также крепление двухсторонних связок. Volume. Cái này là chỉnh tông mắt chép. Немецкий лидер предложил обеим сторонам повысить эффективность механизмов двухстороннего сотрудничества, а также наращивать действия в сферах образования, культуры и спорта, в целях укрепления взаимопонимания и дружбы между народами двух стран. На встрече с наследным принцем Кувейта шейхом Сабахом Халидом Аль-Хамед Ас-Сабахом Тулем забил, что ли? Bài đầu non cha mẹ tựa quê hương. Hiệu quả và mang tính xây dựng với sếp, ba chữ C đều quản lý tốt căng thẳng. Không chỉ vậy, ở mỗi chương sách đều có phần phút tự vấn với rất nhiều câu hỏi được đặt ra, giúp bạn tự soi chiếu những thách thức mình đang gặp phải. Tuy đề cập đến những vấn đề đời đời trong tim. Vừa rồi là bài ca vọng cổ Cô bán đèn hoa giấy hồng, lời của soạn giả Vĩnh Châu, do nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ trình bày. Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca. Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình. Nạn nhân ở nhiều địa phương trên cả nước ra nước ngoài. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau. Bắt được rất nhiều đài. Đài vẫn giữ vững, vẫn tìm mọi. Phải lên phường khai báo lưu trú. Thật may mắn khi tôi ở thành phố 10 năm. Chưa một lần chuyển trọ, chắc do duyên với nơi này. Nhưng cũng có người một năm phải chuyển trọ tận 2-3 lần. Đa phần trong bà thơ bắt là rất nhiều đài nha. Em chỉ có đài AM. AM là bác do đài AM cho cả nhà. Doanh thu công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam đạt trên 25 tỷ đô la một năm. Giá trị gia tăng tại Việt Nam đạt từ 10 đến 15%. Quy mô doanh thu công nghiệp điện tử tại Việt Nam đạt trên 225 tỷ đô la một năm. Giá trị gia tăng tại Việt Nam. Rồi em tắt nha. Các bác thấy là một chiếc radio có thể nói là hoàn hảo về mọi góc nhìn luôn. Full phụ kiện, tình trạng mới tinh, hoạt động hoàn hảo. Một chiếc duy nhất, bác nào quan tâm liên hệ sớm 0916950595. Các bác nên nhắn tin qua Zalo thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau được thuận lợi hơn. Đặc biệt là em sẽ gửi hình ảnh chi tiết trước sau trong ngoài để các bác ngắm được đầy đủ hơn. Các bác ghé thăm kênh nhớ cho em xin nút like và đăng ký. Biết ơn các bác rất nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại.